Cận cảnh Lữ đoàn đặc công 198 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Lữ đoàn đặc công 198, thuộc binh chủng đặc công, tiền thân là Trung đoàn đặc công 198. Được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1974 tại huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai. Trong chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975, và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4 năm 1975, Lữ đoàn đã đánh hơn 200 trận, diệt, và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 tên địch bắt sống hơn 1.600 tên, phá hủy hàng trăm nghìn tấn bom đạn, hơn 15 triệu lít xăng, dầu, 30 máy bay, 100 xe quân sự và nhiều phương tiện chiến tranh của địch thu hơn 2.100 khẩu súng các loại. Trong ảnh lữ đoàn đặc công 198 diễn tập giải cứu con tin và phòng chống khủng bố, sau giải phóng trung đoàn 198 tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế. Trong ảnh chiến sĩ đặc công huấn luyện võ thuật có vũ khí trang bị, trong tình hình mới, cán bộ, Chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 luôn phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, truyền thống bộ đội đặc công anh hùng, không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ tình huống, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tây Nguyên, trong ảnh là chiến sĩ đặc công huấn luyện võ thuật có vũ khí trang bị với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lữ đoàn Đặc công 198 đã vinh dự được tặng thưởng nhiều huân chương, danh hiệu cao quý của Đảng và nhà nước cho tập thể và cá nhân. Trong ảnh chiến sĩ đặc công huấn luyện võ thuật có vũ khí trang bị, chiến sĩ đặc công huấn luyện võ thuật có vũ khí trang bị. Chiến sĩ đặc công rèn luyện khí công, chiến sĩ đặc công rèn luyện khí công, chiến sĩ đặc công rèn luyện khí công. công, luyện khí công. Lữ đoàn đặc công 198 diễn tập giải cứu con tin và phòng chống khủng bố, chiến sĩ đặc công huấn luyện trên thao trường. Chiến sĩ đặc công huấn luyện kỹ thuật sử dụng và bắn súng trên thao trường, chiến sĩ đặc công huấn luyện kỹ thuật sử dụng và bắn súng trên thao trường, chiến sĩ đặc công huấn luyện võ thuật và kỹ thuật ngụy trang. Chiến sĩ đặc công huấn luyện võ thuật và kỹ thuật ngụy trang. Chiến sĩ đặc công huấn luyện vượt vòng lửa. Mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào? Hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.